Xin được kính chào tất cả quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 năm Mạng. Nhìn chung những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 năm Mạng phần lớn có cá tính mạnh và có bản lĩnh. Trong cuộc sống thì họ thường không bằng lòng với thực tại và luôn luôn lúc nào cũng có ý chí vươn lên. Và có thể để hiểu rõ hơn về vận trình của bản mệnh, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích tử vi sau đây. Gia chủ nam mạng Giáp Thìn sinh năm 1964, có cung mệnh thuộc cung Cấn, trực phá, mạng phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, khắc thoa xuyến kim, con nhà bạch đế phú quý, xương con rồng, tướng tinh con rắn, ông quan đế độ mạng. Xét tổng quan cuộc đời bản mệnh, xin được trích dẫn bài thơ sau. Giáp Thìn số mệnh may thay, tuổi cùng với mạng hợp hòa thuận sinh, thu đông sinh ra khổ hèn, xuân hạ sinh đặng như đèn sáng trưng, trai thì vui vẻ đào hoa, tánh thì hiền hậu không hay gian tà, thuận sinh sung sướng biết bao, lỗi sinh cực nhọc gian lao lắm lần, ví như cờ bạc đánh thua, về nhà lo lắng như cua gãy càng, số này trước ngắn sau dài, vợ chồng thay đổi ba lần mới yên, số phải tu niệm ăn chay, sống lâu hưởng phúc, lộc trời ban cho. Tổng quan, theo tử vi chọn đời nam mạng tuổi Giáp Thìn, có cuộc sống tương đối tốt đẹp. Những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành, đại cát đại lợi. Những người này được hưởng số vinh hoa phú quý, ít khi phải lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại, Giáp Thìn nam mạng có đường đời vô cùng suôn sẻ thuận lợi. Những người này có số hưởng thọ từ 78 đến 87 tuổi. Nếu sống hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích phúc, tích đức sẽ được gia tăng tuổi thọ. Để tăng cường phước báo, sai trì công đức cho bản mệnh, được thọ trường an khang. Phong thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964 năm Mạng nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật, nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trị lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nam mạng Giáp Thìn được phân chia làm 3 trường hợp như sau. Những người được hạ sinh vào các tháng 2, 3 và 9 âm lịch, tình duyên có thể sẽ thay đổi đến 3 lần mới tìm được bến đỗ cho cuộc đời. Những ai sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch phải trải qua 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới chung sống hạnh phúc đến cuối đời với người mình yêu thương. May mắn nhất là những nam mạng Giáp Thìn sinh vào tháng 1 và tháng 12 âm lịch. Họ không phải trải qua 3 lần thay đổi trong tình duyên hay 2 lần cũng vậy, mà chỉ có 1 lần duy nhất, hạnh phúc viên mãn với tình yêu duy nhất cuộc đời mình. Gia đạo công danh, ở tiền vận, công danh phải trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, nhưng sẽ xây dựng được một chút địa vị. Từ 36 tuổi trở đi, con đường công danh rộng mở. Gia đạo sự nghiệp và tài lộc được hưởng phúc phần để lại. Gia đạo yên ấm, yên vui, hạnh phúc của cả cuộc đời. Sự nghiệp luôn bền chắc, không lo sụp đổ. Tiền bạc luôn dư giả, không bao giờ lo túng thiếu. Tuổi hợp làm ăn. Trong công việc, Giáp Thìn nam mạng nên lựa chọn các tuổi hợp với mình. Về đường tài lộc sẽ giúp cho mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp khó khăn trở ngại, mà tiền thì vào như nước. Đó là các tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thìn, Tân Hợi và Nhâm Tý. Lựa chọn vợ chồng, cuộc sống sẽ vô cùng viên mãn, hạnh phúc, công danh tiền tài rộng mở khi Giáp Thìn nam mạng kết duyên với những tuổi hợp với mình về đường công danh và đường tài lộc.
đó là các tuổi Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý và Nhâm Dần. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết nhưng khó chạm tới được giàu sang phú quý và cũng không rơi vào cảnh túng thiếu khi bạn nên duyên vợ chồng với những nữ mạng chỉ hợp về đường tình duyên, Giáp Thìn, Canh Tuất, Canh Tý và Mậu Tuất. Khi Giáp Thìn nam mạng lựa chọn kết duyên với các tuổi Quý Sửu và Tân Sửu thì cuộc sống của cả hai người sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới mong được hạnh phúc vui vẻ. Nguyên nhân chính dẫn tới việc này là do hai tuổi này không hợp với bạn cả về đường tình duyên và tài lộc. Ở những năm xung khắc trong chuyện hôn nhân, đó là 20, 26, 32, 36, 44, 50 và 52 tuổi, nam mạng Giáp Thìn không nên tính chuyện thành lập gia thất, sẽ tránh được những khó khăn trở ngại trong tình cảm hay vợ chồng chia lìa xa cách. Nếu Giáp Thìn nam mạng sinh vào các tháng 2, 3, 6, 7 và 8 âm lịch sẽ khó tránh khỏi việc nên duyên vợ chồng với nhiều người. Tuổi Đại Kỵ, đàn ông Giáp Thìn không nên kết hôn hay cộng tác làm ăn trong công việc với những tuổi xung khắc Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Khi kết hợp với những tuổi này thì làm việc gì cũng thất bại, hao tiền tốn của, tình duyên giang dở, không được lâu dài. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết mức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không nên cưới hỏi linh đình, chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Còn nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ách. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích phúc trời Phật sẽ phù hộ, tai họa sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, năm mạng Giáp Thìn sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại nhất vào các năm 19, 38, 30, 45 và 54 tuổi. Bạn nên hết sức cẩn thận trong mọi việc vào những năm này, đề phòng gặp tai nạn hay ốm đau bệnh tật, hao tiền tốn của. Những dự định lớn hay là những ý tưởng bạn nên để sang năm khác thì sẽ tốt hơn. Ngoài những năm tuổi kể trên, xét gần nhất trong năm nay, bản mệnh cũng cần phải chú ý do phạm phải hạn tam tai, quý gia chủ sẽ phải đối mặt với rất nhiều xui xẻo, khó khăn bộn bề, tâm trí bất an, tính tình nóng nảy thất thường. Tiền bạc hao tốn, dễ bị mất do trộm cắp, trong anh em thân tộc họ hàng có chuyện buồn tang thương, đi lại dễ gặp khó khăn, tai nạn, bất trắc, dễ bị thương tích, ốm đau, bệnh tật, dễ gặp tai tiếng thị phi, dễ dính vào kiện tụng pháp luật. Để bản mệnh có thể vượt qua năm đầu tam tai bình yên, quý vị gia chủ Giáp Thìn nam mạng sinh năm 1964 nên giữ tâm thái bình tĩnh, tránh khinh suất trong xử lý mọi việc. Bên cạnh đó có thể mang theo bên mình vòng tam hợp quý thần để hộ thân trợ mệnh, chiêu đón tài lộc, may mắn và bình an. Trong phong thủy, tam hợp quý nhân chính là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí, đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, giúp hóa sát, cải vận. Ở đây nam mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 sử dụng vòng tam hợp thân Tý Thìn là quý thần phù trợ cho tuổi của bản mệnh. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay huyết rồng, là vua của các loại gỗ, có khả năng thấu quang, cho ánh sáng xuyên qua, có mùi thơm đặc trưng, không bị phai mùi theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ. Ở trên có khắc hình tượng linh vật quý nhân, tam hợp, thân, Tý, Thìn. Hình tượng này có ý nghĩa chiêu mời quý thần trợ lực, thâu thu tài lộc, đặc biệt có tác dụng cực mạnh trong việc giải trừ năm hạn, thái tuế, tam tai. Hơn nữa, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tay tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, thời điểm hoàng đạo cho việc xuất hành của những người Giáp Thìn nam mạng là giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ. Mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ và may mắn, ít gặp khó khăn trở ngại và luôn được thành công. Diễn biến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi có phần hơi xấu, ốm đau bệnh tật, liên miên, gặp nhiều phiền muộn, học hành khoa cử không được thành công. Sang năm 21 tuổi, mọi thứ mới được khởi sắc nhưng cần tránh xuất hành đi xa, chú ý tới sức khỏe bản thân và chuyện tình cảm. Năm 22 tuổi và 23 tuổi, tài vận và cuộc sống có nhiều triển vọng lớn. Đến năm 24 và 25 tuổi, chuyện tình cảm, tài vận có nhiều hay đẹp. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi và 27 tuổi, tài vận công danh rộng mở.
sang năm 28 tuổi và 29 tuổi được thành thơi, công việc có nhiều tiến triển tốt. Đến năm 30 tuổi có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng phải chú trọng đến chuyện hợp tác trong công việc. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, hai năm 31 và 32 tuổi phải cực kỳ thận trọng trong công việc, giao thương tài chính và xuất hành đi xa. Sang năm 33 tuổi và 34 tuổi, mọi chuyện thuận lợi, suôn sẻ, nếu hợp tác đầu tư hay mở rộng kinh doanh sẽ thu được nhiều tiền của. Vận may song hành cùng năm mạng Giáp Thìn trong cả năm 35 tuổi. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, trong các năm này, mọi chuyện đều bình thường, công việc ở mức bình thường, sự nghiệp và cuộc sống có nhiều tiến triển, tài vận dư giả, tình cảm được thuận lợi, gia đình sung túc, hòa thuận, hạnh phúc. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, những năm này không được tốt, công việc sa sút ngưng trệ. Bạn nên dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái, sẽ tránh được rủi ro. Giáp Thìn năm mạng cũng không nên giao thương tài chính hay xuất hành đi xa kẻo rước vạ vào thân. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi được tạm ổn, có vận may về tiền tài vào năm 47 tuổi, năm 48 tuổi tài lộc và công việc có nhiều triển vọng. Kỵ tháng 10 của năm 49 tuổi, các tháng còn lại bình hòa. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, mọi sự đều bình thường. Vào khoảng thời gian này vui vẻ, hạnh phúc, công việc không quá tốt cũng không quá xấu. Phải bình tĩnh, sáng suốt nhìn nhận vấn đề để xử lý những việc còn khúc mắc, phải hợp tình, hợp lý. Từ năm 56 tuổi đến năm 59 tuổi, tài vận bình hòa. Vào những năm này, tuy nhiên cần phải chú ý đến con cái kẻo chúng gặp nạn, có thể bị hao tổn tài lộc vào tháng giêng của năm 57 tuổi. Nhưng cuối năm có tài lộc về tiền tài, không nên xuất hành đi xa và du lịch biển đảo vào năm 59 tuổi. Từ năm 60 tuổi đến năm 70 tuổi, Giáp Thìn năm mạng được thành thơi, tận hưởng tuổi già và không cần phải lo nghĩ gì về công danh sự nghiệp, được hưởng phúc phần về con cháu. Thưa quý vị, mọi luận giải tử vi chọn đời tuổi 1964 năm mạng trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ cho quý vị gia chủ chủ động trước những thuận lợi hay khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn chính là sự tu dưỡng và hành thiện của mỗi người, bản mệnh thì mới có thể đem lại sự may mắn, bình an và tài lộc vẹn tròn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và lắng nghe đến cuối video. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.